lãnh đạo chính quyền địa phương xin gửi đến quý đại biểu, thầy giáo, quý phụ huynh cùng các cháu học sinh lời chào mừng nồng nhiệt. Chúc thầy cô và các bạn học sinh một năm mới gặt hái nhiều thành công. Cùng với các địa phương trong cả nước, trong những ngày vừa qua, cán bộ chiến sĩ và nhân dân các lực lượng đóng quân trên đảo Trường Sa đã cùng với thầy trò trường tiểu học thị trấn Trường Sa tổ chức nhiều hoạt động như tổng dọn vệ sinh môi trường, sắp đặt lại phòng học, trang trí khách tiết. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên và các cháu học sinh đã tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ để chào mừng cho ngày khai giảng năm học mới. Với không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu, tin tưởng rằng năm học 2024-2025, thầy và trò trường tiểu học thị trấn Trường Sa sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong dạ thi đua, dạy tốt và học tốt. Bước vào thềm năm học mới, năm học 2024-2025, thầy và trò trường tiểu học thị trấn Trường Sa cảm thấy rất bồi hồi và xúc động. Mặc dù là nơi tuyến đầu của Tổ quốc, điều kiện dạy và học còn gặp nhiều khó khăn, nhưng thầy và trò trường tiểu học thị trấn Trường Sa luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ hải quân, đóng quân trên đảo và nhân dân cả nước. Với mong muốn thầy và trò trường tiểu học thị trấn Trường Sa quyết tâm phấn đấu là lá cờ đầu trong quá trình dạy và học trên huyện đảo Trường Sa, xứng đáng với niềm tin yêu mà các cấp đã dành cho thị trấn Trường Sa trong suốt thời gian vừa qua. Trên nhịp nhàng ta bước chào năm học mới đến rồi, cờ sao tung bay rộn ràng trong gió, chào năm học mới đã sang. Để chuẩn bị cho năm học mới, từ nhiều ngày qua cháu và bố mẹ cháu đã chuẩn bị về sách vở bút quần áo mới cho ngày tự trường. Cháu rất háo hức, vui mừng, phấn khởi được gặp lại bạn bè cùng các thầy sau nhiều ngày nghỉ hè. Cảm giác trong ngày tổ trường đã tiếp thêm động lực, giúp cháu quyết tâm phấn đấu đạt được kết quả cao nhất trong năm học mới 2024-2025. Cháu mong muốn các bạn học sinh trên mọi miền tổ quốc sẽ cố gắng học tập, phấn đấu rèn luyện và khá được nhiều thành tích cao trong